Các bạn thân mến, hiện tại Duy đang có mặt tại một cái lễ cấp sắc của người đồng bào dân tộc Dao ở nơi đây thuộc thôn Nà Niệc, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn. Ở nơi đây thì phong cảnh cũng rất là đẹp các bạn ạ. Xin mời các bạn cùng đồng hành cùng Lý trong video ngày hôm nay nhé. Xin mời các bạn. Đây là cái nhà mà tổ chức cái lễ cấp sắc này các bạn này. Không biết rằng các thầy bây giờ làm đến giai đoạn nào rồi các bạn. Chào chào các bác nha. Chào các cô. Đấy. Để ý vào đây các thầy đang chuẩn bị ăn chay rồi. Đây các bạn, các thầy thì đến trước rồi nên là cái phần mà làm cái lễ để chén để phép xuống đây thì đã xong rồi các bạn. Bây giờ thầy chuẩn bị ăn cơm xong rồi tí nữa làm lễ thôi các bạn. Hầu như các thầy sẽ thầy nào cũng phải mời sư phụ của mình ăn thì mình mới được ăn. Hiện tại cô bên này là uống cái rượu này vào từ bây giờ là phải kiêng kiêng không được chạm đến người khác giới, đàn ông đấy. Còn phía bên chú với ông Bạt này thì sẽ kiêng không đụng chạm đến phụ nữ trong vòng một tuần. Bây giờ thì thầy chuẩn bị ăn chay. Rau này sẽ không để mỡ xuống để mà ăn chay xong là tí nữa mới ăn thịt sau và làm việc. Một cái lễ này thì sẽ cử ra hai em nhỏ nhỏ như bên này này để cùng làm lễ các bạn. Thì bếp này thì anh em thì ăn cơm để tí nữa thịt lợt các kiểu, thịt gà đấy nhỉ. Và mời các anh nhá, anh em ăn để có sức để tí nữa làm món ăn. Là món ăn cũng như là chuẩn bị cái đồ cho nghi lễ ngày hôm nay. Đây ăn rau là bây giờ là ăn thịt rồi đấy nhỉ. Ông ta bây giờ thầy đang chuẩn bị và làm lễ rồi nên là các cô chuẩn bị ra đây để xem làm lễ rồi. Bây giờ đang cái khâu chuẩn bị là có dấu đánh dấu đóng dấu vào những cái tờ giấy là xong rồi. Là bên này thì hai bác đang cắt cái miếng vải này xong là cho tiền cho gạo vào trong. Cái càng to thì tiền lại càng to nhớ bác nhỉ. À, nhỏ thì tiền nhỏ, to thì tiền to. Phía bên trên này thì anh em đang chuẩn bị hết rồi. Anh em đã chuẩn bị hết những cái đồ để chuẩn bị làm lễ này. Những cái sạch xanh này này, cuốn bằng lá này gọi là xôi nha các bạn nhé. Xôi gói bằng ba góc. Phía bên dưới này thì đồ của thầy này các bạn này. Thường thường thì cái lễ trưởng thành cũng như là lễ cấp sắc này thì sẽ được tổ chức ở cái nhà mà thờ cái căn nhà của dòng họ này.
hầu như là làm xong cái lễ này thì sẽ chuyển sang nhà khác, đến đợt A thì chuyển về đấy, xong là tầm khoảng 1 năm thì sẽ làm cái lễ trưởng thành này. Cái chỗ tiền này, cái to nhất là bao nhiêu tiền nhỉ? À, 101, nhỏ nhất là 10.000 hay 20.000? Nhỏ nhất 10.000 thôi. Tổng cộng là làm bao nhiêu cái nhỉ? Cái này? Cái này nhiều lắm, bây giờ chưa tính được hết rồi. Chưa tính được hết rồi, mấy chục cái vậy nhỉ? Đi đây thấy bên này có một chai rượu này các bạn. Chai rượu này để đây để tí nữa sẽ cho thầy mời thầy uống một ly rượu rồi vào bắt đầu làm lễ các bạn ạ. Để đây cho nó tiện. Bây giờ thì thầy sẽ viết chữ vào cái hai cái kênh này. Bây giờ người làm lễ cấp sắc với cả người được lên đèn, lên 3 đèn 7 đèn, sẽ cầm cái miếng vải này để bái cho các bạn. Như là ban này bảo là cứ cứ bái liên tục đi. Bái liên tục đi. Thế thì ở bên trên này cúng gì đó xong là bên dưới này thì cứ bái liên tục các bạn. Bây giờ là các thầy mặc quần áo rồi. Mặc quần áo để bắt đầu vào làm lễ rồi các bạn. Bên này thì các cô đang đợi để xem lễ rồi các bạn. Sẵn sàng luôn rồi. Nhấp nó
Thank you.
Quay sang dưới khả năng là xong rồi đấy nhỉ. Nói thu một lần từ trên, thu một lần từ dưới là xong. Bái hai bên là xong rồi. Rồi giải chiếu ra để các thầy trò sẽ ngồi ở dưới. Xong rồi là tí nữa làm một nghi lễ khác các bạn. Sẽ xoay vòng cái kiểu. Cái nghi lễ này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 ngày. Thời gian rất là lâu. Nên là Lý cũng không thể nào mà ở đây đợi quay được hết cho các bạn xem. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha các bạn nhé.